Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này tôi chia sẻ đến các bạn một cái mạch điện, nó cũng rất là hữu ích để chúng ta bảo vệ cái động cơ ba pha của chúng ta khi có sự cố mất pha. Thì ở trên thị trường thì các bạn thấy là chúng ta có rất nhiều cái loại bảo vệ mất pha. Thì các cái lay đấy thì nó đắt tiền, thì bây giờ chúng ta cũng có thể là sử dụng cái trung gian này để chúng ta làm cái bảo vệ mất pha cho cái động cơ này. Nó đơn giản, nó rẻ tiền nhưng mà nó cũng hiệu quả không kém cái bộ bảo vệ mất pha của cái relay bảo vệ mất pha của chúng ta. Khi xem video, kính mong các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh, và các bạn hãy like, chia sẻ cái video này để nhiều người được biết đến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào đấu nối cái mạch điện này. Thì ta chuẩn bị là ở đây tôi sẽ chuẩn bị ba cái công tắc này để tôi làm cái mô phỏng chúng ta mắc pha 1 và 2 và 3. Thì cái con tắc tơ này, cái mạch của chúng ta nó có được bảo vệ hay không. Tiếp theo là ta sẽ sử dụng hai cái con relay trung gian này. Các bạn có 14 chân thì dùng 14 chân, hoặc là cái relay trung gian cái con 8 chân này cũng được. Thì ở đây là cái chúng ta sẽ sử dụng hai cái con relay trung gian có cuộn hút là 220. Thì nếu như mà sử dụng cái cuộn hút 380 thì các bạn sẽ sử dụng một cái con relay trung gian này. Và chúng ta ở đây cái khởi động từ thì chúng ta cái con conductor này, khởi động từ này thì chúng ta cũng sử dụng cái loại cuộn hút 220. Ta cần hai cái nút nhấn để chúng ta điều khiển on off cái động cơ này. Thì như thường lệ thì tôi sẽ đưa ra cái sơ đồ đấu nấu, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đấu nấu. Thì các bạn có thể chụp lại cái sơ đồ này, thì trong quá trình đấu nấu tôi sẽ giải thích rõ thêm để cho các bạn hiểu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào chúng ta đấu nấu. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chúng ta sẽ đấu nấu từ cái nút ốp trước. Thì cái nút ốp này thì các bạn sử dụng cho tôi là như thường lệ, thì tôi cũng nhắc lại là các bạn sử dụng cho tôi bên cái nút màu đỏ này, là đây là cái cặp tiếp điểm thường đóng. Và cái nút màu xanh này, cái nút nhấn on này thì các bạn sử dụng bên cái phía cái nó có lồng giáo màu xanh đây, là cái cặp tiếp điểm này đây là 23 và 24, là đây là tiếp điểm thường mở. Thì đấy, thì ta sử dụng như vậy. Thì đầu tiên là cái nút on của cái nút ốp của chúng ta, thì ta sẽ lấy nguồn từ cái nguồn từ cái L1 này. Đấy, thì cái nguồn L1 là chúng ta đây, cái sợi dây này là nguồn L1. Thì các bạn bắt cho tôi vào cái chân ở đây, ta sẽ sử dụng cái nút đỏ này là cái chân 11 và 12. Thì các bạn bắt vào cho tôi cái chân số 12 này, 11, 12 gì cũng được. Bây giờ chúng ta bắt vào cái chân 11. Tiếp theo, từ cái chân 10 cái điểm phi này là cái chân 12. Thì từ cái chân 12 này các bạn sẽ cào qua cho tôi cái đây, cái chân 12 này thì các bạn sẽ đi tiếp về cái nút nhấn on của chúng ta, là cái nút nhấn màu xanh đó. Rồi các bạn cào cho tôi về cái nút nhấn on này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chân 23 và chân 24. Thì bây giờ các bạn sẽ cào cho tôi cái chân 20, đây là cái chân 23. Và trong cái nút nhấn on này thì nó có cặp cái tiếp điểm duy trì nữa, thì các bạn sử dụng cho tôi một cái sợi dây này, chúng ta cào trước để cặp chúng ta cào vào cái tiếp điểm duy trì. Đây, các bạn bỏ thêm cho tôi một sợi dây nữa. Rồi, cái bên phía bên cái chân còn lại của cái nút on này là cái chân số 24 này. Thì các bạn sẽ đi về cái chân số 9 của cái relay. Đây, bỏ cái này qua bên đi. Các bạn sẽ đi về cái chân số 9 của cái tức là chúng ta sử dụng một cái cặp tiếp điểm thường mở của hai cái relay trung gian này để chúng ta điều khiển cái. Đấy, thì các bạn nối thêm cho tôi một cái sợi dây. Ta
ta để cái này cho nó rộng rộng qua bên này tí. Rồi tiếp theo cái trang số phía bên này là cái trang số 24 nè, thì các bạn đây nó còn một sợi đây, các bạn cào cái tiếp điểm dĩ tỳ này vào và các bạn sử dụng thêm một cái sợi nữa để chúng ta nối tiếp qua cái cuộn dây cái tiếp điểm thường mở của cái dây trung gian của chúng ta. Đây các bạn nối chung cái đưa ra một cái sợi dây. Rồi như vậy là chúng ta có cái sợi dây này là của cái cặp tiếp điểm dĩ tỳ, thì để đó cặp ta đấu sau. Thì tiếp theo là từ cái dây phía bên cái chân bóng này đi ra, thì các bạn sẽ nối vào cho tôi là cái chân số 9 của cái relay trung gian số 1 này. Thì ở đây là cái chân số 9 đây. À, các bạn nối vào cái chân số 9 này. Là đây là cái tiếp điểm thường mở của cái relay trung gian số 1 của chúng ta đó. Tiếp theo là các bạn cào cho tôi hai cái chân số 5 của cái relay trung gian số 1 và số 2 này, các bạn cào chung lại cho tôi. Cào chung cái chân hai cái chân số 5 lại với nhau. Đây, chân số 5 của relay trung gian này. Các bạn sẽ cào về cái chân số 5 của relay trung gian số 2 này. Tiếp theo cái chân số 9 của cái relay trung gian số 2 này lấy chân này. Đây là cái chân số 9 của relay trung gian số 2. Là cái R2 của chúng ta đó. Thì các bạn sẽ cào về cho tôi cái chân A2 của cái conductor này. Thì ở đây cái conductor này có nó có nguồn hút là A1 A2 đây. Thì các bạn sẽ cào vào cái A2 này cho tôi. Tiếp theo cái chân A1. Ở đây tôi sẽ lấy thêm một cái sợi dây nữa, cái chân A1. Đây, đây là cái chân A1 của cái conductor này. Các bạn sẽ cào về cho tôi cái chân số, tức là ta đáo theo cái sơ đồ đó, thì các bạn cào cho tôi cái chân số 95 của cái relay nhiệt này. Đây cái relay nhiệt này thì nó có ở đây là cái chân số, các bạn thấy đây, đây là cái chân số 95, 96, 97, 98. Thì cái chân 95, 96 này là tiếp điểm thường đám của relay nhiệt. Rồi các bạn cào vào cho tôi cái chân số 95 này. Đây các bạn bỏ vào đây. Tiếp theo cái chân số 96 thì này các bạn sẽ cào chung cho tôi là cái chân số 96 này, nó sẽ đi về cái dây trung tính của chúng ta và nó sẽ nối chung với lại hai cái chân số 13 của hai cái relay nhiệt này, hai cái relay trung gian này. Thì bây giờ tôi sẽ cào chung hai cái chân số 13 của cái hai cái relay trung gian này. Đây, đây là chân số 13, đây cũng là chân số 13, các bạn cào chung hai cái này lại với nhau. Và các bạn đi về cái chân số 96. Đây, một sợi của cái chân số 13. Đây, ta sẽ cào về cái chân số 13 của cái relay trung gian số 2 này. Đây, hai chân số 13 đây, cái dây sợi dây này của chân số 13 của cái relay này. Chúng ta về cái chân số 13 và chúng ta sẽ đi ra một sợi nữa. Đây, nói chung này hai cái sợi này chúng ta sẽ đi về cái chân số 96 của cái relay nhiệt. Rồi các bạn nói chung hai cái này lại, đưa vào chân số 13.
Rồi chúng ta sẽ về cái chân trung này, sẽ về chân 96 của lên nhiệt này. Và cái chân số 96 này thì chúng ta sẽ về cái cái dây trung tích của chúng ta. Tôi sẽ sử dụng thêm cái sợi màu trắng này nữa. Sáng hơn cái này lại. Đưa vào chân số 96. Rồi như vậy là ta đã xong cái phần của cái con tắc tơ này, thì còn lại hai cái sợi dây đi ra từ cái L2 và L3 này, thì ở đây có hai sợi. Thì các bạn đấu vào cho tôi hai cái chân số 14 của hai cái lơ le trung gian này. Đây hai cái sợi này đây. Hai cái sợi L2 và L3 này là hai cái sợi này. Các bạn đấu vào cho tôi là hai cái chân số 14 của hai cái lơ le trung gian này. Đây các bạn đáo vào đây một sợi, các bạn đáo vào cái chân số 14 của lơ le trung gian thứ nhất, sợi còn lại là cái sợi sợi này, các bạn đáo vào cái chân lơ le trung gian số 2. Thì cái mạch này chúng ta cũng hay, thực tế chúng ta cũng hay sử dụng đấy, sử dụng để chúng ta bảo vệ cái tải là cái động cơ ba pha của chúng ta đấy. Thì chúng ta lắp cái mạch này thì nó tiết kiệm được cái chi phí, nhưng mà cái khả năng bảo vệ của nó thì nó cũng tương mất bảo vệ mất pha thì nó cũng giống như cái loại rơ le đắt tiền của chúng ta. Rồi thì bây giờ là còn cái cặp tiếp điểm duy trì này nè, là nó nối chung giữa cái hai cái tiếp điểm thường mở của cái nút nhấn on này đây. Thì chúng ta sẽ về cái tiếp điểm thường mở của cái contactor này. Thì tiếp điểm thường mở thì nó nằm ở phía dưới này, là hai cái tiếp điểm ở phía dưới này đây. Rồi các bạn bỏ vào cái hai cái tiếp điểm này nữa là chúng ta xong cái mạch của chúng ta. Rồi, đây là cặp tiếp điểm duy trì này. Rồi cái sợi dây này thì chúng ta đáo về cái phía dưới bên này. Rồi như vậy là chúng ta đã đấu nối xong. Để tôi làm gọng cái dây này để rồi sau đó tôi cấp nguồn để tôi thử để cho các bạn quan sát. Nào, sau khi tôi đã làm gọng dây và tôi đã cấp nguồn cho cái mạch này, tôi bắt thêm một cái đèn báo để cho báo trạng thái để cho các bạn xem cái động từ này nó hoạt động. Thì tôi sẽ đấu cái đèn báo này, thì ta đấu song song, đấu hai cái sợi dây của đèn báo này vào cái chân A1 và A2 của cái con thức tơ này đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn. Giả sử như đây ta có ba cái nguồn L1, L2, L3. Thì khi ta cấp nguồn đầy đủ ba cái nguồn này, L1, L2, L3 được cấp nguồn đầy đủ, thì ta nhấn cái nút on này. Chúng ta bật cái nguồn lên cái đó. Bây giờ thì chúng ta nhấn cái nút on này. Thì đấy, thì các bạn thấy là cái con thức tơ của chúng ta, cái thử từ của chúng ta hoạt động, cái đèn của chúng ta sáng. Thì ta cũng điều khiển bình thường, nhấn nút on thì con tắc tơ hoạt động, nhấn nút off thì con tắc tơ tắt. Giả sử ở đây ta có một cái pha bị mất, giả sử như cái pha L3 này đây, thì đấy, thì khi cái pha L3 này mất thì các bạn có cái nhấn nút on này thì cái động cơ của chúng ta nó cũng không hoạt động. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái pha số 3 lên đấy, nhấn nút on thì cái động cơ của chúng ta nó hoạt động trở lại. Và giả sử như ở đây ta cho nó khi cái động cơ nó đang chạy mà nó mất một pha, mất một trong ba pha này, giả sử như ta cho mất cái pha số 1 đấy, thì các bạn thấy là cái động cơ của chúng ta nó cũng dừng hoạt động. Thì bây giờ khi mà cái L1 này, cái pha L1 này đã có điện trở lại đấy, thì ta nhấn nút thì cái động cơ của chúng ta hoạt động bình thường. Là ta thấy trên trường hợp là pha số 1 bị mất pha, bây giờ là đến cái pha số 2 thì nó cũng tương tự, khi pha số 2 bị mất thì cái động cơ của chúng ta nó cũng không hoạt động. Tiếp theo là cái pha số 3 đấy, khi pha số 3 bị mất thì cái
conductor của chúng ta nó cũng không hoạt động. Thì đây là một cái mạch điện nó có tính ứng dụng cũng rất là cao ở trong cái thực tế của chúng ta. Thì thông thường là những cái mạch như thế này thì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn cái là chúng ta bảo vệ, chúng ta sử dụng cái bộ bảo vệ mất pha. Video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.